Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Hải Toàn xin chia sẻ bài cúng cuối năm. Bài này đề cập bài cúng thổ thần ông địa thần tài, hướng dẫn các vị cúng chân thiện, cúng ít được nhiều. Những vị thần cai quản đất đai, nhà cửa và cả tài sản, gia hộ cho gia đạo có nơi chốn an ổn. Dù nơi ấy là mua thuê ở tạm, đều có những vị thần cai quản một vùng một mảnh đất. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần quán xét chính mình. Muốn nhà cửa an ổn, phải mở lòng với người, sanh nhẫn với người, từ bi cảm thông với người. Từ đó mới có thể tạo ra từ trường lành, chuyển hóa mảnh đất của mình thành mảnh đất phước. Phải biết dành dụm, không tiêu hoang phí. Phải vui vẻ với hàng xóm. Có như thế, các vị thần cai quản mới gia hộ. Ngày 23 cũng đưa thổ thần ông địa thần tài, đốt giấy tiền cảm ơn năm nay được những gì và xin gia hộ cho năm sau được thêm tài lộc, tâm thân an lành, gia đạo an ổn. Thì sáng 30 thỉnh lại các ông về, thỉnh ông thần tài, ông địa, ông thổ thần, thổ đất và đốt hình của các ông, giữ lại ba đinh vàng bạc. Ba đinh vàng bạc này để dưới lư hương, ngụ ý là giàu có sang trọng, để cho ba ngày Tết được linh nghiệm. Cúng tất xong, ta xin lọc vàng bạc, cắt hình theo ý của mình, để tờ giấy vàng nằm lên giấy bạc, rồi viết chữ theo như ý thích. Ví dụ các bạn có thể viết rằng: thổ thần trấn giữ tài lộc, ăn vui sức khỏe hạnh phúc, nhiều tiền bình an. Sau đó các bạn có thể lấy dán vào cửa, tủ tiền, chậu kiển của mình. Về sính lễ theo mẫu hoặc là tùy tâm thành, khuyến nghị các vị nên cúng chay giảm sát sanh. Đừng vì tế lễ thần linh mà sát sanh, phước không thêm mà nghiệp tội lại dày. Có hai việc các vị nên lưu ý. Thứ nhất, sính lễ như thế nào tùy vào văn hóa mỗi vùng. Dù sính lễ có trang trọng, có nhiều ra sao cũng không quan trọng bằng tâm thành. Người có tâm thành và sính lễ đầy đủ, đó chính là cúng ít được nhiều. Việc thứ hai là việc đốt giấy tiền. Một vị tổ chỉ dạy, nếu ngăn chặn việc đốt giấy tiền, chẳng khác nào ngăn đường tài lộc đến với cõi khác. Trong lục đạo chúng sanh vẫn có cõi xài tiền, Ngài không khuyến khích cũng không phản bác việc này. Việc cúng kiến là cung cấp dưỡng nuôi cho người cõi âm và cho tâm của ta, nhưng trước tiên cần quân bình phần dương, dung hòa hòa thuận với những người sống bên cạnh. Khi đốt giấy tiền vàng mã nên đốt vừa phải, được sự cảm thông đồng thuận của những người trong gia đạo, và nên lưu tâm đến việc này có ảnh hưởng hàng xóm hay không. Quân bình được phần dương như thế thì có cúng sính lễ như thế nào, đốt giấy tiền ra sao cũng không ảnh hưởng đến ai khác. Dù có ai nói ra nói vào việc bạn đang làm, họ có phản bác việc cúng kiến, họ chỉ nói theo quan điểm riêng, không thể thêm hay bớt phước của chính bạn đã tạo. Bên cạnh các dịp lễ, ngày vía thần tài mùng 1 đầu tháng và ngày rằm, thì vào các dịp lễ Tết, ngày 23 tháng Chạp là cúng thần tài thổ địa thổ đất, là một dịp phù hợp để chúng ta có thể trả lễ và khấn nguyện những vị thần này. Những vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, tài sản, gia hộ cho gia đạo có nơi ở an lành. Dù nhà có thờ hay không, đều có những vị thần cai quản mảnh đất này. Tuy nhiên, trước khi cầu xin thần gia hộ, chư vị nên sống thuận, sống lành với người. Sống thiện, sống lành là tự mình gia hộ cho nhà cửa, cho tài lộc của mình. Đây là bộ giấy tiền cúng đất đai thần tài thổ địa. Về sính lễ, Khải Toàn khuyên chư vị nếu có thể nên cúng chay. Sính lễ thế nào tùy vào vùng miền, đây chỉ là hình thức, tâm thành tâm thiện là báo vật khi cúng kiến. Về sính lễ, nếu cúng bằng Phật, không nên cúng mặn, chỉ nên cúng các món này. Còn đây là văn khấn, mời các bạn vào website tải bản đầy đủ. Ta sẽ lưu ý vào hai ngày, ngày 23 đưa các ông về trời, ngày 30 rước lại về nhà. Những lưu ý khi cúng thần tài thổ địa, ông thổ thần đất. Ngày 23 khi đưa thổ thần, ông địa, ông thần tài đi, khi cúng đốt giấy tiền, cảm ơn một năm được những gì mình đã được gia hộ, xin phù hộ năm mới được tài lộc, xin những gì được tốt lành, gia đạo an ổn. Vào sáng 30 thỉnh các ông về, sau khi khấn vái đốt xong, ta giữ lại ba đinh vàng bạc. Ba đinh vàng bạc này để dưới lư hương, ngụ ý là đã xin tài lộc vàng bạc,
có thể lấy ba đinh vàng bạc này ra để cắt chữ theo ý của mình. Viết những chữ thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn như thế nào tùy ý. Sau đó lấy dán vào cửa, tủ tiền, chậu kiến. Nếu còn dư thì đốt, nếu không thích dán thì đốt hết cũng được. Xính lễ theo mẫu hoặc tùy tâm thành, khuyến nghị các vị nên cúng chay giảm sát sanh. Đừng vì tế lễ thần linh mà sát sanh, phước không thêm mà nghiệp tội lại dày. Lời kết khi cúng thần tài thổ địa cuối năm. Muốn có nơi ở an ổn, nhà cửa thuận hòa, công việc hanh thông, phải xem lại đời sống mỗi ngày mỗi người như thế nào. Trước tiên là bếp có thường nổi lửa hay không, có ăn trong tiếng cười, được như vậy quả là ngôi nhà có sinh khí. Ngày ngày sống chan hòa, cảm thông với nhau, dù bao khó nhọc cũng có thể vượt qua. Vì khi ấy, những ý nghĩ, lời nói, hành động đều là thiện lương, tạo ra từ trường thiện lành cho mảnh đất mình sinh sống. Vì vậy có câu, người phước ở đất phước người phước ở. Dù đất không lành, tâm chưa bị lành vẫn có thể chuyển hóa đất này thành đất phước. Vì từ trường lành con người tạo ra là phước, càng dễ dàng được thần tài thổ địa, ông thổ thần thổ đất gia hộ. Để được thần tài thổ địa hay ơn trên gia hộ, trong đời sống hàng ngày chư vị nên mở rộng tâm lượng. Tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng mở thì dễ mở lòng giúp người, luôn tìm được sự an vui thanh thản. Thì mọi ước nguyện của chúng ta đều được ơn trên gia hộ, dễ thành hiện thực. Mời các vị xem thêm bài cúng ông Táo, cúng gia tiên và cúng đêm 30. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Đa không gian là gì? Thờ thần tài thổ địa phò trợ thêm cho người thiện lành, là một phương tiện cứu cánh về tâm và phước, cũng như bao thần Phật khác không thể xoay chuyển được vận mệnh của chúng ta. Vận mệnh mỗi người do chính mỗi người cho mình thông qua nhân quả ba đời. Hãy nhìn việc làm hôm qua, năm, 10 năm qua, đó chính là nhân, thì hôm nay, ngày mai, hậu vận chính là quả. Phong thủy Khải Toàn ứng dụng không chỉ là phong thủy học thông thường, mà còn ứng dụng về Phật học và thiền vào. Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, nhưng không phải là phương tiện cứu khổ. Khoa học càng không thể giải thích được nhiều hiện tượng trong đời sống thường nhật, ví dụ như những giấc mơ hay những nơi kỳ bí trên thế giới. Thân này là thân tạm, cũng như chiếc áo, chiếc xe chúng ta đang tạm sở hữu. Tâm trí là bộ máy điều khiển thân. Khi tâm bị tổn thương, bị đau khổ, chỉ có tâm linh là liều thuốc phù hợp. Tuy nhiên, bất cứ việc gì cũng không nên thái quá, sẽ mất cân bằng giữa âm dương. Thờ phụng là điều hòa phần âm, thờ phụng cúng kiến hợp lòng sẽ được phò trợ. Nhưng trong đời sống hàng ngày, phải bình hòa phần dương, đối người tiếp vật chân tình, cảm thông chia sẻ với những người xung quanh là tự mình tạo từ trường lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Người quân bình được phần âm phần dương như thế quả là người chân thiện, phước báo vô cùng tận. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, hay thiền định có thể đạt đến những cảnh giới ấy. Trong khoa học, thời gian sau này chứng thực được đa không gian, tức có nhiều cõi. Cõi ta sống là cõi dương hay là cõi người. Cõi gần ta nhất là cõi âm, tức những người đã mất. Vẫn có nhiều trường hợp hai cõi giao thoa, các bạn có thể đến những nơi có người vừa mất. Khí trường tại đây rất lạnh, chính vì những nơi này khí âm thịnh dương suy. Khi ta xem TV hay nghe radio, mỗi kênh là một cõi, bật một cái là qua kênh khác. Chúng ta nghĩ hành tinh chúng ta rộng lớn cỡ nào, thực chất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la. Ví như trong kinh Phật có nhắc đến, trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới. Những vị nghiên cứu kinh điển không khó ngộ ra điều này.
Ngay cả trên hành tinh ta sống, khoa học dù có hiện đại cỡ nào cũng không nghiên cứu được nhiều điều bên dưới Đại Tây Dương. Khoa học phương Tây họ dùng thuật thôi miên để nói về thế giới linh hồn là tiếp cận một cõi khác. Vì vậy, người không tin không gian đa duy thứ, không tin có nhiều cõi cũng chẳng sao. Ví như khi ta còn nhỏ, ta không thể nào hiểu được những hành vi của người lớn. Người tin và tính vào thiên địa quỷ thần là người dễ có được sự an ổn. Người quân bình âm dương là người tự tại. Người biết mở lòng bố thí là người tạo cho mình phước báo về sau.